Éc 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 suốt ngày éc 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 vợ chồng nhà Thao Anh suốt ngày éc éc chuột chít chuột chít. Rồi thế thôi, đánh gấu cho người ta thế là được rồi. Nhìn những cái đầu nó xanh xanh là biết là con đực. Đấy các bác nhé, vợ em thì rất là chịu khó này. Hôm qua là đi chơi thế này, như người người ta làm người ta không thể như mình được ấy. Nó nhiều cỏ ướt, nó không nó bết. Vợ em bắt từng con ra để tắm cho nó bằng sữa tắm, xong lại còn sấy khô. Hôm nay là trắng bông trắng tơi. Đấy, trông như là cưng pet luôn này. Đấy, chúng ta làm cái gì nó cũng phải có tâm. Chẳng cái gì bằng mình cả, chỉ có của mình thì mình mới làm tốt. Còn thuê nhờ hoặc là giúp việc hay là tất cả cái gì đấy là người ta chỉ làm ở một mức độ nào đấy thôi. Không cái gì sát sao bằng mình, không có gì trách nhiệm bằng mình cả. Đâm ra tại vì sao tất cả những mô hình kinh doanh, những cái câu chuyện mà kiểu dạng là gì, quăng quật chỉ tay năm ngón, đều là bốc cháo ăn hết. Không có cơm mà ăn, không có đồ ngon mà ăn đâu. Đấy. Mình phải là gì, sát sao trách nhiệm thực tế. Mấy con? Bốn con thôi. Bốn con à? Gửi đi, em gửi đi đâu đây? Đây là gửi đi. Gửi đi. Là Lai Châu. Nay là hôm nay là 10 à, nay hai mấy à? 27. Nay 27 tháng 6. Vợ chồng như em gửi bốn con này lên Lai Châu. Cho bạn lấy bốn con rồi, nên bạn lấy thêm. Lấy thêm. Bạn này là bạn một khách hàng quen nhé. Cho bạn lấy bốn con lên, bạn lấy. Đấy, các bạn nhìn thấy thực tế nhà em nha. Độc chỉ có chim gáy mới chuột thôi, không có cái gì hơn cả. Đà điểu, chim gáy chuột. Giờ này anh thả mấy con này ra để em cho nó ăn ở ngoài đấy nhá. Mấy con chim trắng này này. Hả? Mấy con tập ăn mà. Ai à, ở đây là đôi 1.000 này. Đôi 1.000 này là đôi cuối cùng của cái đôi cặp 1.000 chuẩn của nó. Bởi vì con bố của 1.000 nó đã hy sinh rồi. Đây. Cặp 1.000 này đẹp chưa anh em? Đúng tầm bón luôn này. Đấy. Mã số 1.000. Đấy. Đôi này là đôi cuối cùng của bố mẹ Jin của nó. Em đã ghép con bố khác rồi. Tuy nhiên là gì, mình cũng phải đấy. Nhìn này là dòng dòng đồng anh em. Đó. Chim là mình cứ gọi là nuôi nó khỏe, bóng nhẫy này. Anh em nào bón được cái đôi này thì tuyệt vời này. Đôi này em để cho anh em là 700k nhé. Dòng này là dòng đồng. Đấy. Nói rõ luôn là từng tông luôn. Mã số 1.000. Đây. Đôi này là dòng còi này anh em. Đôi này là dòng còi này. Mã số 47 này. Đôi này là dòng còi. Con bố dòng còi đồng rất là hay luôn. Đó. Này bắt đầu ăn được rồi. Không đấy. Còi đồng à. Mã số 47 sẽ để lại đôi này vì vừa trước có để lại được một đôi anh của nó thì lại bán mất rồi, nên ra là rất là đây là đôi 21
Trời ơi. 21 con này là con gửi, còn hai con này là zin đôi. Đôi 21 là em mới ghép được. Nói chung là chim nó cũng là mới ghép được để ra được nửa đầu này. 21 là bắt đầu đẻ trứng hơi nhỏ, con cũng hơi nhỏ. Không được to như mấy cái dòng kia. Xong chưa thì đi gửi nhé lên. Đi 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 đi. Đi. Đây là đôi 15 zin. Đây là đôi âm. Đấy, 15 zin. Đôi 15 này thì thôi rồi luôn anh em. Em cố tình để lại ăn cứng rồi. Đấy. Anh em nào làm giống thì quan tâm đến đôi 15 này làm giống nhá. Đấy, thời điểm này là ăn cứng rồi, em để giá công khai là 1,6 triệu lồng 15. Lồng 14 15 nhà em thì các bác biết rồi, bố mẹ em để vào cái lồng phi rất là to. Đấy. Sau ngày hôm nay thì là có thể là em sẽ cho ra cái lồng phi tròn này ngoài này để gây lại. Để gây thêm với mấy đôi con của nó. Còn cái dòng này là dòng thái đen tốc độ này. Thái đen tốc độ này, bắt đầu ăn được rồi. Bắt đầu ăn được rồi, thái đen tốc độ. Đây. Loại này em cũng đang bón, đây. Ăn cũng khá là thuần. Thái đen tốc độ nhé. Thái đen tốc độ. 1,2 triệu các bác nhé. Ok, em Thao chỉ giờ em Thao phải đi ra đầu ngõ để gửi hàng rồi. Đấy, số em Thao là 0335309982. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.